Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo là phần Skill 1. Reading. 1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas. Ở phần này, em sẽ đến với kỹ năng đọc. 1. Trước khi đọc, hãy nhìn vào những bức tranh bên dưới và có những cái dự đoán về bài đọc. Sau đó em hãy đọc và kiểm tra nội dung ý kiến của em về hai câu trả lời xem là có đúng hay không nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy nhìn vào hai bức tranh. Ở đây bức tranh đầu tiên đó là một bức tranh rất đẹp về vịnh Hạ Long, và bức tranh số 2 là một bức tranh về Mũi Né. Đây là hai kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng ở Việt Nam em nhé. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đến với câu số 1. What is the reading about? Nội dung của bài đọc là nói về cái gì? Thì đây chúng ta sẽ nói trả lời như sau. The reading is about two natural wonders of Vietnam. They are Hạ Long Vĩ and Mũi Né. Tiếp theo, number 2. What do you know about these places? Bạn biết gì về những cái địa điểm này? Thế đây chúng ta hoàn toàn là đưa ra những cái ý kiến của riêng mình thôi. Sau đó chúng ta kiểm tra. Ví dụ là I know that Hạ Long Bay is in has, chúng ta có thể là has many beautiful islands. Beautiful islands. And Mũi Né is very famous for its sand, color sands, những cái đụn cát chẳng hạn. Chúng ta là sand dunes, okay, những cái bãi cát, đụn cát vân vân. Chúng ta có thể đưa ra cái ý tưởng của mình nhé. Và cái phần này là không giới hạn các em ạ. Bây giờ chúng ta hãy đến với bài đọc và kiểm tra cái predictions. Đây là cái dự đoán của mình, kiến thức của mình nhé. Hạ Long Bay is in Quảng Ninh. It has many islands and caves. Tuần Châu with its beautiful beaches is a popular tourist attraction in Hạ Long Bay. There, it can enjoy great seafood and you can enjoy in exciting activities. Hạ Long Bay is Vietnam's best natural wonder. Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, nó có nhiều đảo và những hang động. Tuần Châu với những cái bãi biển rất đẹp của nó là một địa điểm thu hút khách du lịch ở Vịnh Hạ Long. Đến đây thì bạn có thể thưởng thức những đầu biển rất tuyệt vời và bạn có thể tham gia vào những hoạt động thú vị. Vịnh Hạ Long ở Việt Nam, Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất, đẹp nhất ở Việt Nam. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện một số từ: islands, hòn đảo; cave, hang động; beaches, bãi biển; tourist attraction, địa điểm hấp dẫn khách du lịch; seafood, đồ biển; exciting activities, những cái hoạt động thú vị; và natural wonder là kỳ quan tự nhiên. Chúng ta cùng đến với bức tranh và nội dung của bài đọc số 2. Mũi Né is popular for its amazing landscapes. The sand has different colors, white, yellow, red. It's like a desert here. You can ride a bike down the slopes. It can also fly kites or have a picnic by the beach. The best time to visit the Mũi Né sand dunes is early morning or late afternoon. Remember to wear sun cream and drink water.
Mũi né thì rất là phổ biến cho cái về những rất là được ưa thích, chúng ta dịch là rất là được ưa thích về những cái cảnh đẹp kỳ thú của nó. Cát ở đây thì có những màu sắc rất là đa dạng, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, và đó như là một sa mạc ở đây vậy. Bạn có thể đạp xe xuống sườn dốc, bạn cũng có thể thả diều hoặc là đi dã ngoại cạnh bờ biển. Cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất để thăm những cái đụn cát ở Mũi Né đó là buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều muộn. Hãy nhớ là thoa kem chống nắng và mang theo nước. Ở đây chúng ta cũng có một số từ chúng ta còn ôn tập, ví dụ như từ popular là phổ biến, amazing kỳ thú, landscapes là những cái cảnh đẹp, slopes ở đây là cái sườn đồi. Two. Complete the sentences using the words from the box. Bài số 2, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải hoàn thành các câu sử dụng những từ trong khung. Ở đây chúng ta cùng ôn tập lại các từ nhé. Desert, desert, sa mạc. Wonder, 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 kỳ quan. Visit, visit, thăm. Islands, islands, những hòn đảo. Remember, nhớ. Câu số 1 chúng ta sẽ điền thông tin ở đây như sau. Vịnh Hạ Long thì rất nổi tiếng cho những cái gì đó của nó rất là đẹp. Vậy ở đây chúng ta cần danh từ. Vậy như là thông tin trong bài đọc thì ở đây chúng ta sẽ chọn là Islands. Hạ Long Bay is famous for its beautiful islands. Vịnh Hạ Long thì rất là nổi tiếng cho những hòn đảo xinh đẹp của nó. Number two, Vịnh Hạ Long là cái gì đó số 1 ở Việt Nam. Thì đây chúng ta sẽ có cái cụm đi với nhau với từ natural, đó là từ natural wonder. Và chúng ta có đọc cả câu như sau. Hạ Long Bay is number one natural wonders in Việt Nam. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên số 1 ở Việt Nam. Number three, cái gì đó là một khu vực rộng, đất rộng lớn với rất ít nước. Vậy chúng ta sẽ có một danh từ ở đây, đó là từ desert. A desert is a large area of land with very little water. Một sa mạc là một khu vực rất là rộng lớn và có rất ít nước. Number four, to bring an umbrella as it often rains here. Chúng ta cần một động từ là hãy nhớ phải mang theo một chữ ô, bởi vì là thường có mưa ở đây thì chúng ta sẽ dùng từ remember. Number five, rất nhiều người thăm đảo Lý Sơn vào mùa hè, thế nên chúng ta thiếu một động từ chính. Chúng ta sẽ có từ visit somewhere là thăm cái nơi nào. Và câu này chúng ta sẽ đọc lại như sau. A lot of people visit Lý Sơn Island in the summer. Có rất là nhiều người thăm đảo Lý Sơn vào mùa hè. Three. Read the text again. Answer the following questions. Ở phần này em sẽ cần đọc lại hai bài khóa một lần nữa, sau đó em hãy trả lời các câu hỏi bên dưới nhé. Các câu hỏi bên dưới chúng ta cùng đến với phần gợi ý trả lời. Number one, where is Hạ Long Bay? Vịnh Hạ Long thì nằm ở đâu? Chúng ta cần một địa điểm. Vậy thì ở đây trong bài người ta đã đề cập là Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh, thì chúng ta sẽ trả lời như sau. It is Quảng Ninh. Number two, what can you do at Hạ Long Bay? Bạn có thể làm gì ở Vịnh Hạ Long? Thế đây chúng ta sẽ đưa ra thấy các cái hoạt động như sau. Ví dụ hoạt động đầu tiên là có thể thưởng thức đồ biển rất là ngon này, tham gia vào những cái hoạt động kỳ thú. Vậy đây chúng ta sẽ trả lời như sau. We can enjoy great seafood and join exciting activities. Bạn là chúng ta có thể thưởng thức những đồ biển rất tuyệt vời và tham gia vào những cái hoạt động kỳ thú. Number three, is there a desert in Mũi Né? Có một cái sa mạc ở Mũi Né không? Thế nên chúng ta thấy là ở đây đề bài nói là it's like a desert here. Nó đến Mũi Né thì cảm giác đây như là một cái sa mạc ấy. Vậy thì câu này chúng ta sẽ trở lại lời là no, there isn't. Ở đây thực sự là nó không có sa mạc mà mình cảm giác như cái Mũi Né, cái khu vực đấy nó tựa như là một sa mạc. Number four, where can you have a picnic in Mũi Né?
Bạn có thể đi dã ngoại ở Mũi Né là cụ thể là ở đâu? Chúng ta cần những cái địa điểm. Vậy ở đây là chúng ta thấy là cái từ picnic thì người ta có thông tin như sau. Have a picnic by the beach. Có một cái chuyến dã ngoại cạnh bờ biển. Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. By the beach. Number 5. What is the best time to visit the Mũi Né sand dunes? Đâu là cái thời điểm tuyệt vời nhất để thăm những cái bãi cát, đụn cát ở Mũi Né? Vậy chúng ta sẽ cần một cái thời gian. Vậy đây người ta thấy là người ta đã đề cập rồi. Early morning or late afternoon. Vào muộn, buổi sáng sớm hoặc là chiều muộn. Thì đây chúng ta sẽ trả lời là early morning or late afternoon. 4. Work in pairs. Make notes about one of the places in the reading. You can add your own ideas. Hãy làm việc theo cặp, hãy đưa ra những cái ghi chép về một trong số những cái nơi và một trong số hai nơi xuất hiện trong bài đọc. Bạn có thể thêm bất kỳ ý kiến nào của bạn. Cụ thể ở đây chúng ta có hai nơi, đó là Vịnh Hạ Long và Mũi Né. Chúng ta sẽ thêm các cái từ mô tả này, các cái địa điểm này, các cái hoạt động mà chúng ta có thể làm ở đây nhé. Chúng ta có thể tham khảo thêm bài đọc để lấy thêm thông tin. Ở đây chúng ta thấy là bãi Hạ Long, Vịnh Hạ Long này thì có nhiều bãi bãi biển đẹp, là cái địa điểm hấp dẫn khách du lịch số 1 ở Việt Nam, có rất là nhiều đồ biển ngon và các cái hoạt động thú vị ở đây. Vậy thì cô có thể viết lại như sau. Chúng ta có thể viết thông tin như sau. Interesting islands. Beautiful beaches. Great food, exciting activity, activity, okay, exciting, chúng ta chỉ cần 3 cái thôi, thì chúng ta bỏ cái bãi biển đẹp đi nhé, exciting activity, ta viết lại nhé, rồi đầu tiên là chúng ta có great food, và exciting activity. Rồi, tiếp theo giả sử chúng ta đến với Mũi Né. Nếu bạn nào thích Mũi Né thì bạn có thể viết về Mũi Né. It's a beautiful place. Đó là một nơi rất là đẹp này. Thứ hai là nó sẽ có những cái nó có những cái địa điểm như thế nào đây và những cái điểm đặc biệt gì. Ví dụ ở đây là bạn có thể đạp xe này, thả diều này, đi picnic, đúng không nào? Thả đạp xe, thả diều đi picnic và nó có những cái cát rất là nhiều màu chẳng hạn. Ví dụ là if colorful sand. Ok, các cái hoạt động ví dụ như là chúng ta đạp xe này, ride bike, fly kites, hoặc là chúng ta have a picnic. Cái này là hoàn toàn phụ thuộc vào thông tin của chúng ta tìm kiếm trong bài và chúng ta có thể mở rộng thêm thông tin nhé. Then tell the partner about the place. Sau đó bạn hãy kể với bạn của bạn về cái nơi đó. Vậy chúng ta sẽ dùng vài câu để mô tả nhé. Hạ Long Bay has a lot of interesting islands. Vịnh Hạ Long có rất nhiều cái hòn đảo thú vị, đúng không nào? It also has great food, great seafood, có bổ sung là seafood, getting there, you can enjoy many exciting activity, such as
thêm tắt thông tin cho swimming or diving. Ok, chúng ta thêm thông tin thêm nhé. Hạ Long Bay has a lot of interesting islands. It also has great seafood. Getting there, it can enjoy many exciting activities such as swimming or driving. Vịnh Hạ Long thì có rất là nhiều những cái hòn đảo thú vị, nó cũng có đồ biển thật là tuyệt. Đến đây thì bạn có thể tham dự nhiều hoạt động khá là thú vị, ví dụ như là bơi lội hay là lặn chẳng hạn. Chúng ta cùng đến với phần cuối cùng các em nhé. Speaking. Some foreign visitors are visiting your city, town, area. You are their tour guide. Tell them some interesting things about the place as well as what they must and mustn't do there. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ năng nói. Một vài khách du lịch nước ngoài đang ghé thăm thành phố, thị trấn hoặc là vùng của bạn. Bạn là hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu những cái điều thú vị về cái nơi đó, cũng như là những điều mà du khách được phép làm cũng như là phải làm và không được phép làm ở đó. Thì ở đây chúng ta đầu tiên là chúng ta có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là chúng ta có thể liệt kê các cái hoạt động mà du khách được làm hoặc là không được làm ở đây, và trước khi liệt kê những hoạt động đó thì chúng ta có thể thêm đôi điều về thú vị về cái nơi chốn, tương tự như là Vịnh Hạ Long và Mũi Né các em nhé. Thì ở đây chúng ta thấy là đề bài đã đưa ra một vài ví dụ. You must follow all the rules. Bạn phải tuân theo tất cả các cái quy định. You mustn't take photos when you are in the city museum. Bạn không được chụp ảnh khi bạn đang ở trong bảo tàng thành phố. Vậy thì đây giả sử chúng ta viết cái địa điểm đó là bảo tàng thành phố đi, thì đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu về bảo tàng thành phố. Sau đó chúng ta sẽ đưa ra những thứ mà được phép làm, tức là phải làm, và những thứ mà chúng ta không được phép làm nhé. Ok.
Chúng ta cùng đến với nội dung của bài nói. Đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu. Let's start with our tour today to the City Museum. This is one of the most famous museums in our city. It has more than 1,000 items on display. And here are some rules. You must buy a ticket before visiting it and must protect your own things. Besides, you mustn't take photos and leaders. Hãy bắt đầu với cái tour du lịch của chúng ta ngày hôm nay đến bảo tàng thành phố. Đây là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất trong thành phố của chúng ta. Chúng tôi, nó có hơn 1.000 những cái vật dụng, những cái đồ, thứ được trưng bày on display và có một vài quy tắc. Bạn phải mua vé trước khi tham quan nơi này và phải bảo vệ, giữ gìn những cái vật dụng của riêng bạn. Bên cạnh đó thì bạn không được phép chụp ảnh và vứt rác bừa bãi. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.